Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Đây là lần đầu tiên hai chiếc trực thăng nổi tiếng Ansat và Mi-171A2 của Nga tiến hành các hoạt động bay biểu diễn ở Hà Nội. Sau Việt Nam, hai máy bay sẽ tham dự một loạt sự kiện bay biểu diễn khác ở các nước Đông Nam Á. Ông Dmitry Danilov, Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực trực thăng dân sự của công ty trực thăng Nga cho biết: "Chúng tôi tới Việt Nam với cả trái tim và sẵn sàng nỗ lực cao nhất để chinh phục thị trường đầy tiềm năng và phát huy tối đa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Nga-Việt nói chung và giữa công ty trực thăng Nga với các đối tác Việt Nam." Bay cứu hỏa dùng cái này này. Cái này mới rồi, mới nhất. Trong lịch trình bay lần này, chuyên gia của Russian Helicopter đã thiết kế phối 3 màu cờ Nga, trắng, xanh da trời và đỏ cho những chiếc trực thăng này, khiến chúng thực sự thu hút ánh nhìn từ các khán giả trong các chuyến bay biểu diễn. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.